Chào tất cả các bạn, mình là Bano. Hôm nay mình đã tham gia một server VCRAP SFP. Nhưng... kìa. Ui, sao thanh niên này có đầu giống tôi? Niên này có đầu giống tôi nè. Em tính làm gì chị? Em tính làm gì? Em để chị đánh để em chết đi mà. Phải không đó? Hay là em tính lấy cái đầu? Sao giờ mày chết rồi? Ở kìa, đánh tập thể kìa. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với VCRAP, server sinh tồn Minecraft dành cho các YouTuber. Khoan, trước khi vào video thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết VCRAP là gì. Như các bạn đã biết, VCRAP là một máy chủ sinh tồn nhiều người chơi dành cho các YouTuber. Tất cả sẽ làm việc cùng nhau để tạo ra những trải nghiệm giải trí thú vị cho người xem. Server sẽ chuyên về build, xây dựng công trình. PvP sẽ được áp dụng trong các event. Và dĩ nhiên, server nào cũng sẽ có luật. Ở VCRAP, giữa map là một khu chợ dành cho cả server. Ở đó chỉ được xây cửa hàng và cũng có thể xây khu giải trí. Mỗi thành viên phải mua đất với giá 2 block kim cương trên một chân ở vị trí này. Kim cương sẽ được đặt ở giữa hồ và không ai được phép lấy kim cương ở vị trí đó. Và dĩ nhiên, server này sẽ không có trộm. Cái công việc đầu tiên mà bạn phải làm khi vào bất kỳ thế giới nào đó chính là chặt gỗ. Nhưng đối với mình, vừa chặt gỗ còn vừa tận hưởng khung chat nữa. Và không quên lấy một ít protein để lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình ngay thời điểm hiện tại. Đi lấy một chút đá để làm một cái lò nung, bởi vì ăn thịt sống mà dễ bị ảnh chỉa lắm. Và cũng không quên làm cho mình một bộ tun bằng đá. Và tầm rạng sáng thì mình có kiếm thấy một cái hang. Ngay trước cửa thì có một vài cục than. Mình đang tính đi sâu hơn nhưng mà nghĩ là mình chả có gì cả, đi vào thì có chết thôi. Quay lưng lại thì và rồi tôi đã được góp mặt trong bảng khung chat. Bano đã bị giết bởi nhện. Thật là chớ trêu thay. Cười người hôm trước, hôm sau nghiệp quật. À mà đâu, chỉ mới mấy phút chứ mấy. Mình cố đi lần mò để lấy lại chút đồ của mình. Nó cũng chẳng có gì đâu, mình chỉ tiếc những cái đầu của mấy YouTuber kia thôi. Mình đã có ý định sẵn trong đầu là sẽ cầm những cái đầu đấy về để trang trí cho ngôi nhà đầu tiên của mình rồi. Nhưng cũng khá may mắn, mình đã kiếm lại được cái số đầu đấy rồi. Thế là mình vẫn tiếp tục trang trí được. Sau khi lấy đồ xong, nhờ có Haki quan sát, mình đã quay lưng lại đằng sau và thấy. Ủa? Anh lại đâu ra đây nữa? Anh theo dõi em đúng không? Anh theo dõi, chị chê. Anh theo dõi mà để dây em nổi. Ủa? Đi đâu gặp em hết vậy? Xong em cũng đi đâu cũng gặp anh vậy? Không biết. Không tin được luôn đấy. Sau cuộc gặp mặt trong vánh của mình và anh Captain John thì mình vẫn tiếp tục vác cái bụng đói của mình đi phiêu lưu. Và cũng không quên lấy cho mình một ít protein để tiếp sức cho mình trên chặng đường sắp tới. Sau một ngày vất vả đập đá bắc lốc thì cuối cùng mình đã lên được đến rìa cái núi này rồi. Hy vọng thoát được khỏi cái vũng này đã thành công. Khi mình vừa bò qua cái núi này thì cái thứ đầu tiên đập vào mắt mình đó chính là một ngôi làng. Trong đầu mình đang nghĩ là ôi, đêm nay là yên giấc rồi. Và mình làm thuyền đi thẳng xuống dưới vào những ngôi nhà và kiếm những cái rương. Nhưng rồi tự nhiên mình nghe đâu cái tiếng thất thanh từ đâu vọng đến. Đập cái này đã. Uầy bro, đi đâu đây? Sao mọi người không ngủ đi? Bano chiếm trước rồi à? Sao mọi người không ngủ đi? Sao mọi người không ngủ đi? Để em ngoại giao cho. Vâng, chào anh Bano nhá. Ừ, chào em. Ờ, chết rồi, có người nữa.
Uầy, à chào chào, chào anh Jabun nha, chào anh Jabun nha. Chào anh Jabun nha. Chỗ này mời vô lấy gỗ à. Mời anh Mano và anh Jabun qua đây tôi nói chuyện cái nè. Để tôi đại diện cho anh Bonop. Như nào? Ra đây, ra đây. Rồi, đây, đây, rồi. Anh thấy tôi cầm gì chưa? Tôi biết là tôi đánh không lại đâu. Rồi, đầu tiên là tôi đại diện. Tới đây nhá. Rồi, ok, ok. Ra đây. Nó cũng qua. Tôi đại diện cho anh Bonop và Harry Marker. Để qua đây tôi tưởng ngôi làng này chưa có ai ấy. Nên là tôi qua tôi định chiếm. Nhưng mà hai anh chiếm mất rồi thì có thể là xe chọn tôi không? Xe xong mà xe được. Có nghĩa là hai anh có thể đi khỏi nơi này và cho ba bọn tôi được không ấy? Thấy đang cầm cái gì trên tay không? Thấy đất buôn cầm gì trên tay không? Ui rồi sợ thế nhở? Sợ thật. Thôi thôi, sợ sợ thật, sợ thật. Anh có cần mua nhân làng thì cứ qua đây nha. Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại dọa dọc như thế nữa. Làng này đâu phải của mình. Nhưng mà thôi kệ, mình và các anh em ở lại phá làng Deadpool thêm một lúc nữa. Ôi đi bên ơi. Ơi ơi. Ôi trời ơi. Ôi mẹ. Sao đổ nhà hết rồi. Và mình đã được thấy một phá trung sinh trên Colem. Đấy đấy, nghiệp quật ấy, nghiệp quật ấy. Chết rồi anh em, mình mất một người rồi. Đẹp buồn này, có gì không cho em với? Vào đây. Đẹp buồn này, có gì không cho em với? Sao đây, anh đây, nhiều kim cương thế? Nhiều đâu mà nhiều. Úi dồi ôi, sao toàn rác thế này? Đẹp buồn, đẹp buồn. Oh my god. Sao? Hôm nay ông đẹp trai ấy. Nhìn ông đẹp trai đó giờ. Nhìn mặt sáng láng hẳn ra luôn ấy. Đẹp buồn ơi, sao mặt anh hôm nay đỏ mà đẹp thế mà ngầu. Biết vẻ đẹp bên trong. Sao hôm nay anh ngầu thế đấy nhá. Nãy giờ mày xô anh hơi thì nhiều nhá. Không hề nhá, tại anh không biết đứng ấy. Anh cho mày một búa mới được. Đâu, Đẹp buồn có ít đồ này cho anh tí nào, nhìn xịn như thế này mà. Cho anh với, cái đó không được đâu. Thôi. Ô, thank you nhá, có cái này là được rồi. Ô, nó đẻ con rồi anh ơi. Để con này. Ô, chụp cục sắt à? Đùa đấy. Tạm biệt nhá. Tạm biệt mọi người nhá. Em đi lập nghiệp đây. Và với độ mặt dày của mình đã xin được Deadpool 10 cục sắt. Đó cũng đủ để mình khởi nghiệp rồi. Và mình cũng không quên thu thập protein ở giải rác trong đường khi mình đi. Chiến đấu đi. Đúng luôn đi. Ở thời điểm hiện tại tiết kiệm là thuốc sách nên là thôi cắn răng cắn lợi nuốt nốt hai miếng thịt zombie rồi làm cho mình một cái khiên, một cái cúp và một cái rìu. Đi thêm một khúc nữa thì mình có gặp được một cái rãnh núi nên là mình quyết định xuống lấy một chút khoáng sản để tiếp tục chuyến đi. Xuống sâu hơn một tí thì mình thấy cái lũ zombie đang party ở dưới này nên là mình xin vào ké một xà lót. Nhưng mà chế chơi thay khi mình cầm đuốc xuống mình chả thấy có còn con nào nữa. Buồn thật. Mấy zombie bỏ em rồi. Khi mà tiến sâu hơn thì có vẻ mấy zombie không được thân thiện như ngày xưa nữa rồi. Nên giờ cũng ác quá. Mình tí nữa thì chết. May là mình còn trẻ, phản xạ còn tốt thì không được kinh nghiệm rồi đấy. Đi ra ngoài thì hiện tại là khá nguy hiểm tại mình chả có cái gì trên người cả. Nên là thôi, đào xuống thần trưởng, mình đào thẳng xuống kiếm kim cương luôn. Cho an tâm. Chứ đi vào trong hang là đi. Chắc chắn là đi. Khoan, các bạn có thấy ánh sáng yếu ớt về cuối con đường kia không? Là tôi, thì các bạn không ấn nút đăng ký đấy. Vì vậy, đừng quên để lại nút like, đăng ký kênh để tôi có thể bùng cháy hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Do là mình đào thẳng xuống nên mình cũng không mất quá lâu để kiếm được những viên kim cương đầu tiên. Ừ thì đào được hơn chục viên kim cương thì mình làm nhẹ cái cúp kim cương. Nhưng mà lại một cái là mình toàn đào được kim cương không? Chả thấy cục sắt đâu cả. Làm được cục kim cương thì sao ạ? Vĩnh biệt cục sắt. Và thế là mình bắt đầu đi lên, tìm vùng đất mới cho riêng mình.
Và cuối cùng, mình đã tìm được vùng đất cho riêng mình. Đó là một bờ biển rất đẹp. Mình sẽ ở đây suốt đời. Việc đầu tiên của mình là lấp đất vũng nước này để có thể tạo cho mình một cái ruộng nhỏ nhỏ. Nha. Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Deadpool qua nhà mình để xin mình một ít tàu bẻ bởi vì nhà mình gần biển. Và tiện tay Deadpool cho mình một mảnh bơi cổ đại. Deadpool vừa loot được ở dưới pháo đài địa ngục. Do file quay của mình bị lỗi nên là mình không thể cho đoạn đấy vào video được. Sau khi Deadpool rời đi thì mình có đi chặt gỗ và đánh với con xương để chuẩn bị cho công cuộc xây nhà. À mà đánh con xương cho vui thôi nhé, chứ nó cũng không liên quan đến việc xây nhà đâu. Và việc đầu tiên phải làm đó chính là dọn phẳng chỗ này. Và bây giờ mời các bạn tận hưởng time lapse. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right, now I'm watching what you did. If I were down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is it on him. But I think I feel like drifting away. Cuối cùng thì căn nhà của mình cũng đã xong. Nhìn cũng khá là ok đúng không? Thì cũng rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đến đây. Và mình hy vọng sẽ được gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Vì vậy đừng quên để cho mình một like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Tạm biệt.